Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 48. Hôm nay những đức nhắc toàn thể đại chúng từ trong chùa cho đến Phật tử bên ngoài, như riêng ở chùa mình số lượng rất đông người, mà nước mình vẫn có uống. Nhưng đừng vì ngay cái chỗ mình đang có uống nước, nước mình được xài thoải mái mà phí phạm. Bây giờ một số tỉnh thành người ta không có nước uống, một số người trên núi người ta không có nước uống, xuống đi xuống đất liền đi xin nước uống. Nước đang cạn kiệt, thời tiết đang hạn hán, nóng nực vô cùng. Nên những đức thông báo cho tất cả đại chúng trong chùa mình và Phật tử, mọi người phải có tâm tu hành cầu nguyện cho nơi nơi người ta có nước uống. Và chính bản thân mình không được xài phí phạm nước. Như người trong chùa mình, quý vị có làm cái gì đâu, dơ giấy gì quá đâu mà quý vị giặt đồ đổ nước ào ào. Nếu có cái tâm này, một ngày nào mình sanh đến nơi mà không có nước uống, hoặc nó điều trị chuyển cái cảnh sống của mình đi đến cái nơi khô cằn sỏi đá, không có nước uống, đừng nên xài phí phạm. Rồi van dặn nước, mình dặn mình cẩn thận, vị trí chiều nào dặn tới chiều nấy, đừng có tùy tiện dặn ngược, mình dặn mình bẻ cho gãy rồi người ta thay. Đồng tiền của chúng sanh khắp nơi cũng nhiều, cũng từ mồ hôi nước mắt người ta chảy ra, máu chảy ra, người ta cúng dường cho mình xài phải nhận thức. Từ đồ đạc xe cộ chạy tùy tiện, xăng cộ, bánh xe hư, xe hư mình cũng tổn duyên tổn phúc của mình phải cẩn thận. Xe thì đậu đừng để ngoài nắng, nói dù xe điện đi chăng nữa, hư bánh xe, hư bình, thay một lần cũng vài triệu bạc. Nếu như bản thân mình, đây là của mình, bản thân mình sẽ biết tiết kiệm không? Nên bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ nha quý vị. Nó chùa chiền đông như vậy, tưới cây cũng vậy, không phải mình để cái vòi nước mình để chảy thí đại, chảy ngay gốc cây mình để hoài vậy đó, cho chảy thoải mái luôn. Không có được như vậy đâu. Giờ rảnh là tưới một chút, chứ không có được bắt nước mà để cái vòi nước ngay cái gốc cây để cho nó chảy hoài vậy đó. Cái tâm này của quý vị một ngày nữa bị sanh đến nơi không có nước uống. Con người mà khi thiếu phước không có ở được cảnh có phước đâu. Mình ở cái cảnh có phước bình an, mình cảm thấy nó tồi túng khi vị đã thiếu phước. Giống như có hai cô trong chùa, đang ở trong chùa tu bình yên, có con ở bên kia Bảo Tát, tự nhiên đùng cái hai cô nắm tay dẫn nhau đi về nhà. Bây giờ mẹ nói chờ sớm cười chê, gia đình không chấp nhận, khổ vô cùng. Thấy không? Khi ở trong chùa mà không biết tích phước, là cái nơi bình an nó chuyển vị đi đến cái nơi bất an, nó khiến như vậy đó. Mà mình tự diệt cái phước duyên của mình. Nước uống thì mình hứng đủ nước mình uống, chứ không được uống mà hắt bỏ. Nói người ta lọc nước cũng cực, người ta xách nước người ta đem đến nơi cho mình uống cũng cực. Còn vòi nước thì
mua quá trời luôn. Cả cửa nẻo nhà vệ sinh gì đông người, mình đóng có nhẹ nhàng mà đóng bể cửa chứ không phải mua cửa thay. Đèn điện đồ mình xài mà mình lúc nào không cần mình tắt. Mình xài phước quá tùy tiện thì mình sẽ hết phước. Cảnh giới của mình sẽ bị thay đổi. Khổ lắm. Đó. Nên người ta thông báo như vậy đó. Mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tại sao cái nhân địa của Pháp Tạng Tỳ Kheo thù thắng cái quả địa ngày dữ dằn gì? Phật A Di Đà lúc cả ngày còn nhân địa. Niệm niệm gì người, nhưng bản thân của mình thì biết tích duyên tích phước. Chứ không phải niệm niệm gì người mà phí phạm. Dù cho người ta xài cũng đừng để phí phạm. Mình cho người ta xài mà phí phạm ai cũng hết phước rồi, còn phước đâu xài. Thấy không? Nên á, cả tưới cây cũng phải tưới ngay gốc cây nhẹ nhàng, không phải xối nó đại xuống cầm xích vô để cho phân bò rồi nó trôi sạch, đất đồ trôi hết, cái cây nó chỉ còn như cái gốc không, rồi không đủ sức để phát triển. Mình tưới cây mình cũng phải có tấm lòng nữa. Như bản thân mình mà lấy nước mà xịt vô người mình cũng đau. Thì giờ mình lấy nước mình xịt vô gốc cây nó cũng đau. Đất nó xói hết, phân đồ trôi đi hết. Cây từ từ không phát triển được. Nước hao mà lại không đúng mục tiêu. Nên mỗi việc ở trong ngôi Tam Bảo ở đây là cái sự nhắc nhở rất là sâu sắc. Nhiều nơi bây giờ người ta không có nước uống rồi đó. Mình thì phí phạm nước, xói nước, ào. Mình ở trong đây, mình đi tu thôi, đồ đạc mình đâu đến nỗi dơ quá. Cả mình ấy mấy xà bông mình giặt mình cũng ấy ít nữa. Vì đây là giữ phước cho mình, xà bông là của Tam Bảo. Mình đừng có nghĩ mình hốt xà bông mình để đại vô. Xà bông nhiều, rồi mình phải xả nước nhiều thì hao nước. Đồ mình không dơ gì mấy, nhắm miếng xà bông ít thôi. Đâu có dơ bao nhiêu đâu. Như những đức ở đây bây giờ, đồ những đức bận chưa dơ gì mấy, đừng có giặt. Vì những đức có làm gì nhiều đâu, còn đồ những đức nấu ăn thì một ngày giặt một lần, tới chiều luôn mới giặt. Còn đồ bận thì từ hôm nay có trường những đức hai ngày mới thay. Vì những đức không có bận mấy cái đồ nó dơ quá thì không được giặt. Giặt thì xả nước hao cũng là tổn nhiên tổn phước của mình. Tích phước. Nhiều ngư người ta không có nước uống. Mình lâu lâu mà cúp nước một bữa thì thấy dơ nhà vệ sinh cỡ nào chưa. Thí dụ như mình đi vô nhà vệ sinh, cái bồn nước mà chữ là để đi cầu. Còn khi mình đi tiểu, mình múc chừng 2 ca nước dội cũng thấy sạch rồi. Còn nếu mà mình vô mà đi tiểu xong mình nhặn, đi tiểu xong mình nhặn, cái bồn nước đó rất là nhiều nước. Sự sai đó cũng là rất sai phí phạm, rất nhiều. Đi tiểu mình bưng ca nước dội, đi cầu mình mới dùng tới cái bồn nước mà người chăn vô nhà cầu. Còn quạt đồ nó kia xài xong nhớ ra ngoài thì tắt, đen đâu thì tắt. Nên bố trí cho người chỗ đông người quý vị. Có người mình lạ lắm, nghĩ là của người ta, của đâu, của Tam Bảo, của chùa, không cần quan tâm đâu. Nhưng không biết đây là mình xài phước của mình. Nên mình mỗi đêm chùa phải bố trí người. Khi cái giờ mà đi ra hết đi tu phá cửa, mỗi một vị trí đặt để phá cửa của các khu, khi người ta xuống hết là mình phải đi gạo một vòng xin quanh phòng. Có cái gì cần tắt điện, tắt đèn, tắt nước, gạo một vòng mình làm việc đó. Đỡ đi cái sự phí phạm của con người. Phải bố trí vậy đó. Mình có phước á, mình xài, nhưng nhớ câu nè, hưởng phước bất khả hưởng tặng. Hưởng tặng phước rồi mình đi ăn mày cũng không ai cho. Có người tu mà chuyển qua cảnh giới càng ngày càng thấp là do gì? Mình phí phạm, xài phí phạm. Phước nó thiệt là dày, nó xài cũng bị tổn bớt nhưng còn nhiều. Phước mình rất là mỏng, mình xài cái sạch luôn thì chuyện cảnh giới mình khổ đau. Nên mọi người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Mình là người nghe đạo biết tu, tích phước là cái rất quan trọng. Nên trong nhà Phật nó nói là phước huệ. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà sanh về nước cực lạc được. Nên mỗi người chúng ta phải biết tích phước. Tích phước là cái rất quan trọng để cái cảnh giới mình được bình an. Nên mỗi cái mình xài trong ngôi Tam Bảo, đồ ăn thức uống cũng vậy, rau người ta cúng dường cũng vậy,
Cái gì cắt gọt được sử dụng thì cắt gọt, tích lũy. Ăn uống cái gì ăn no là được, đừng nên ăn quá, ăn phí phạm. Nên những đức hợp, như đức nói, món đồ ăn này làm vậy thôi, đừng có làm tùm lum. Họ ăn họ nhìn, bắt ép họ ăn. Họ ăn họ nhìn, bắt ép họ ăn, bắt họ phải ăn hết, không hay. Đó, nên á, mấy cái món mà ăn mà mình để ý, cái người ở trong vị trí ngồi bàn ăn để ý, người nấu ăn cũng để ý, ăn no được rồi, đừng nên ăn phí phạm. Cái gì không cần ăn thêm đừng có ăn chi mất công. Mình mong cái phước này, mình hồi hướng cầu nguyện cho chúng sanh có phước để hưởng. Phải có cái tâm đó đó quý vị. Đó. Mình ở cái cõi này mình hưởng không bao lâu đâu. Nên mình gieo cái phước duyên, cái nguyện của mình là ở thế giới cực lạc. Hưởng thụ ở đâu là thù thắng nhất? Thế giới cực lạc. Hưởng ở thế giới cực lạc mới thật sự thù thắng nhất. Ở đây mấy mươi năm hưởng cái gì? Nên đi đến đây cái cuộc đời chúng ta may mắn thay chúng ta tu duyên tu phước. Tu duyên tu phước cho nó dày. Cái nhân địa mình tu cho dày để cái quả địa mình thù thắng. Mình muốn mình ở thế giới cực lạc thì mình phải tu nhân địa này tốt. Nó chủ nhật tuần này nè, thứ bảy chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư được nghỉ lễ đó. Cơ hội mà được đi đến chùa mình tu tập. Những đức nói rằng tập trung người tu cho đông để cầu nguyện cho kiếp nạn nhân sinh quá giải bớt đi. Như đọc cho quý vị nghe cái tờ giấy mà người ta niệm, niệm Phật, tin Phật, Bồ Tát mà cảm ứng nè. Cảm ơn Như Đức nè. Con cảm ơn Thầy đã giúp con tin sâu vào Phật Pháp. Năm ngoái lại, 3000 lại. Trước một ngày đi lại con bị đau lưng, đau mà con không đi thẳng lưng được luôn. Con nghỉ làm và xuống bệnh viện khám thì bác sĩ nói con bị đau dây thần kinh liên sườn, không được vận động mạnh, đi lại hạn chế thôi. Con cầm tờ xét nghiệm siêu âm trên tay mà con buồn lắm. Về nhà thì mẹ chồng và chồng con và các cô con khuyên đau như vậy thì đừng đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, vì lại tới 3000 lại chắc chịu không nổi đâu. Nhưng Thầy ơi, con quyết định không uống thuốc và con khẳng nguyện với mẹ Quán Thế Âm gia hộ cho con để con đủ sức khỏe để đi lại. Thì khi lại con cũng có bị đau lưng nhiều và bị ra huyết nữa. Thầy ơi, con quyết định không bỏ cuộc. Khi lại xong 3000 lại, con nguyện với mẹ Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con được ăn chay trường. Và khi về nhà con đã trường chay được mà cảm ứng nữa là về tới nhà con không còn bị đau lưng gì hết, khỏe mạnh như bình thường luôn. Thầy ơi, con vui lắm, hạnh phúc và biết ơn Thầy lắm. Thì thấy rằng là sự cảm ứng khi tin vào Phật Bồ Tát. Nên như Đức thường khuyên người trong chùa mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, khi gặp bệnh đau một chút phải gầy dựng. Ấn Tổ ngày nói rằng người niệm Phật cầu sanh cực lạc, khi gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật A Di Đà, tiếp dẫn giảng sạch. Mình phải gầy dựng chứ quý vị, phải gầy dựng. Nên các điểm chùa để ý chỗ này. Khi mình chùa có người yếu, mình hộ niệm cho người ta, phát tâm chân thật nhiệt tình hộ niệm cho người ta, đó là gieo nhân mình được hộ niệm nhiệt tình đó. Vô hộ niệm thì phải niệm cho ra tiếng rõ ràng đàng hoàng, phấn chấn niệm Phật. Bây giờ từ hôm nay tất cả các điểm chùa mình hộ niệm, mấy anh em sắp xếp giùm những đức là mỗi tờ khóa chỉ một tiếng đồng hồ thôi, vì đảm bảo sức khỏe cho các cụ. Vì các cụ được đặt chất vào cái vị trí chuyên hộ niệm, chuyên hộ niệm khi có người yếu mình cần hộ niệm, thì mỗi một ban hộ niệm chỉ dùng một tiếng thôi. 4 ban thì 3 tiếng quay lại vừa rồi, nhưng đảm bảo được cái sức lực cho các cụ hộ niệm, người ta niệm phấn chấn lên,
một tiếng rưỡi rất là dài. Các anh em ngồi đi rồi sẽ thấy mình trẻ đó mà ngồi còn đau lưng. Mỗi một ban ngồi niệm chỉ một tiếng thôi để có cái lực niệm và cũng vừa sức mình. Niệm lâu, một là ngủ gà ngủ gật, hai là không có lực niệm, thất bại dữ lắm. Nên các mấy anh em sắp ban ngồi niệm, khi nghe những đức nói câu này, bố trí suốt sắp xếp ban ngồi niệm y rang như vậy. Bốn ban chia ra bốn, ba tiếng quay lại ban thứ nhất lại, ban một, ban hai, ban ba, ban bốn, thì ba ban là ba tiếng quay lại ban đầu, ba ban là ba tiếng quay lại ban tiếp tục, cứ vậy mà sắp xếp. Người ta sẽ có sức khỏe để hộ niệm và nhớ kỹ. Lâu lâu mình bị cảm sốt nè, mà gió chút mình đã chịu không nổi nè, đóng cửa mình còn lạnh, vì gió đây là từ ở trong tâm mình, từ cái thân tứ đại này nó vung ra. Nên khi một người bệnh đau yếu gần chết, đang hấp hối, mình đang hộ niệm cho người ta, kiếm cái quạt nào quạt nhẹ nhàng ngay cái người đang ngồi niệm Phật cho họ mát. Còn cái người mà nằm kia thì mấy anh em nên tắt cái quạt thổi ngay họ, vì họ gần mắt mà gió thổi họ sẽ đau đớn như xé thịt xé gan. Mấy anh em biết rằng tứ đại đất nước gió lửa, khi chúng ta cận tử nghiệp giống như đất sụp, gió như bão tố, nước như là sóng biển, lửa cháy như là núi lửa cháy lên vậy. Từ nơi đó mà cái quạt thổi ngay họ rất là nguy hiểm. Thêm cái nữa là khi mình ngồi niệm Phật lễ Phật phải cách xa họ ra khoảng 2 thước, đừng nên sát bên. Nói mà cái hơi thở của mình, động tác của mình thì đã làm cho họ dễ sân si, mà sân mà chết thì đọa địa ngục liền. Hết sức cẩn thận. Lúc họ yếu là có, mỗi một bên chùa có cái điệu khai thị của những đức một đoạn ngắn, có cái máy thường cho họ nghe. Khi họ vừa mắt cho họ nghe công đoạn đó một chút một tí thôi, rồi xong niệm Phật, niệm Phật xong một tiếng đồng hồ hồi hướng cho họ nghe thêm lần nữa, cho linh thức họ nghe, họ biết họ đã chết rồi. Xong rồi từ đó là sao cái niệm Phật luôn. Giống như đoạn khi người ta vừa mắt, mình phải khai thị nhẹ cho người ta một cái, nói vài câu. Xong khi một tiếng đồng hồ, nói thêm mấy câu nữa, rồi xong. Từ đó về sau 24 tiếng đồng hồ niệm Phật luôn, xuyên suốt cho họ. Cứ như vậy mà làm, khỏi dòng do tâm quắc gì hết. Vì thời gian những đức hộ niệm, sắp xếp ban hộ niệm, nuôi người già những đức kinh nghiệm lắm. Nên những đức thường nói các cụ trong chùa, khi còn khỏe những đức nhiệt tình, những đức lo nhắc nhở cụ hết rồi đó. Khi tới tuổi già, khi gần yếu gần mắt, những đức bố trí như vậy các cụ phải nỗ lực lên. Nên cuộc đời của người mình gần hết cuộc đời, đã dành trọn cuộc đời mình cho gia đình người thân rồi. Bây giờ đến lúc các cụ tuổi già này, các cụ phải lo niệm Phật đó. Các cụ không tính nguyện niệm Phật thì các cụ gán chịu. Cuộc sống chùa chiền trên hòa thượng sẽ chùa kế như đức lo hết rồi. Cái gì cũng lo hết, cái gì cũng sắp xếp sẵn hết rồi. Các cụ không nỗ lực niệm Phật là các cụ gán chịu, các cụ đừng có trách. Chứ bây giờ nói khi chết rồi, bây giờ vô khai thị dòng do tâm quắc nữa. Lúc còn sống đây nói không chịu nghe, không nỗ lực đâu, lúc chết rồi nói cái gì đây. Nên nhà đức bố trí hai điểm đó, là khi lúc vừa mở mắt con cộng đoạn, nhà đức nói tí tí, họ niệm xong một tiếng ngồi bật lên, nhà đức nói tí tí nữa, rồi xong. Từ đó về sau cứ niệm Phật xuyên suốt 24 tiếng, các cụ cứ nương vào đó để cầu sanh cực lạc. Còn không dẫn sanh đó là chuyện của các cụ, mình hết lòng rồi quý vị. Công việc nhà đức rất nhiều, nhà đức bố trí đâu vào đó hết rồi. Nó nên nhắc toàn thể đại chúng phải gây dựng tín nguyện niệm Phật và phải biết giữ phước duyên của mình, phải biết gieo nhân chân thật để quả đến với mình chân thật. Nó mỏi mặt những đức đều nhắc nhở hết rồi đó, để mỗi người tu tập ở trong chùa biết tu duyên tu phước, biết giữ phước duyên của mình và gây dựng tín nguyện. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về
tỉnh độ. Thank you.